Quý vị đang tìm và theo dõi những cái căn nhà mà bắt theo với cái trục đường Lê Trọng Tấn kéo dài, bắt theo cái ngã tư Lê Trọng Tấn, thì đừng bỏ qua cái video này. Ngọc Ánh sẽ giới thiệu cho quý vị dự án 5 căn nhà tại phường Dương Nội, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội. 5 căn nhà này vừa mới hoàn thiện, vừa mới dọn vệ sinh công nghiệp xong thì Ngọc Ánh đã đến quay ngay lập tức cho quý vị với cái giá rất là hợp lý, chỉ từ 2 tỷ 550 triệu đồng. Căn nhà này Ngọc Ánh đang quay thì có cái hướng nhà là hướng Tây Nam, thông số nhà là mặt tiền 5m37 và cái chiều dài là 5m75, diện tích 30m2, thiết kế và xây dựng là 5 tầng, ngõ trước nhà thực tế vào nhà là 2m, cách với trục đường ô tô đi lại 100m. Căn nhà này lô góc hai mặt thoáng, toàn bộ phần mặt tiền của ngôi nhà thì đã được ốp toàn bộ đá granite. Với cái vị trí căn nhà này thì nó rất là gần với lại trục đường Lê Trọng Tấn, gần với lại trung tâm thương mại Ion Mall Hà Đông, gần với lại ngã tư Lê Trọng Tấn, đi lên tới trung tâm cũng rất là gần. Quý vị nào đang làm ở khu vực quận Hà Đông hoặc đang làm ở cái địa bàn huyện Hoài Đức thì có thể là bắt kịp nhanh với cái căn nhà này nha. Giá rất là rẻ luôn ạ. 2 tỷ 550 triệu đồng bao toàn bộ phí thuế sang tên, có hỗ trợ vay vốn ngân hàng. Với cái phần cửa chính thì thiết kế 2 lớp. Cửa bên ngoài là cửa sắt sơn tĩnh điện và bên trong là cửa nhôm hệ Việt Pháp mọi người ơi. Đấy. Phần mặt tiền của ngôi nhà 5m37 cho nên vào trong cái không gian phòng nó rất là thoáng. Và cái ngoài cái phần cửa chính thì ở đây là có một cái phòng phần cửa sổ phụ rất là thoáng mọi người ạ. Đó, căn nhà này thì vừa mới dọn dẹp xong hết, chỉ việc dọn đồ về và ở ngay, đồng thời với cái giá chào bán 2 tỷ 550 triệu đồng một căn nhà 30m, giấy phép xây dựng đầy đủ, xây dựng 5 tầng, có hỗ trợ vay vốn ngân hàng, thì căn nhà này hiện tại đang là rẻ nhất của phân khúc phường Dương Nội mọi người nha. Rất là gần với trung tâm thương mại Ion Mall Hà Đông. Nói chung với căn nhà này thì quý vị như hiện trạng, quý vị dọn đồ về và ở ngay. Ngọc Ánh hiện tại đang đứng ở cái phần phòng khách của ngôi nhà. Thì toàn bộ cái phần hoàn thiện gạch lát nền, kích thước gạch 60-60, vân đá đều đã được hoàn thiện. Với cái phần hệ thống trần thạch cao, đèn led chiếu sáng, tiết kiệm điện. Ở đây cái phần phòng khách thì chủ nhà có lắp cho mình một chiếc quạt trần. Đây là cái không gian để tivi. Đây mọi người có thể nhìn thấy vách PVC giả gỗ, cũng như là ở đây nó là vách nhựa mọi người ạ. Nhưng mà cái độ bền của nó thì khá là lâu, nhưng Ngọc Ánh tìm hiểu thì nó khoảng tầm 8-10 năm. Là mọi người có thể thay đổi cái phong cách mẫu mã khác. Đây là cái chỗ để kệ tivi. Đó. Phần phòng khách nhỏ nhắn, xinh xắn, hợp lý. Ngoài ra phía phần tầng 1 của ngôi nhà thì ở đây có một cái phòng bếp chữ L nhỏ thôi mọi người ạ. Nhưng mà nó đáp ứng công năng cho quý vị sử dụng. Với những cái căn nhà mà tầm 30m như thế này thì rất là khó để chia phòng bếp riêng và phòng khách riêng. Tuy nhiên với cái công năng sử dụng thì quý vị có thể sử dụng được tối ưu nhất với cái diện tích của cái căn nhà tuy bé nhưng mà lại có võ mọi người ạ. Đấy, cái phần phòng bếp ở đây thì thiết kế toàn bộ là tủ gỗ ăn cường chống cong vênh, thiết kế hai cái tông màu chủ đạo, màu trắng và màu nâu. Cái phần sơn chủ đạo của ngôi nhà này là màu trắng, phần gạch cũng vậy, cho nên khi mà bước chân vào ngôi nhà này 30m, nhưng có một số quý khách hàng đến và chia sẻ với Ngọc Ánh rằng không thể nghĩ rằng là cái căn nhà này nó 30m em ạ, bởi vì nhìn nó còn rộng. Như 30m ở quê mà thiết kế thì rất là khó, đúng ạ, bởi vì ở quê toàn thiết kế toàn hơn 100m một ấy. Toàn bộ cái phần hoàn thiện tủ bếp thì đều đã được xong hết. Về cái phần đây, kệ giá bát này, cũng như là phụ kiện bếp này. Đây, chậu rửa, vòi rửa, ở đây hồ sơ điện, hồ sơ nước đều được lắp đặt đầy đủ rồi. Quý vị chỉ việc dọn đồ về và ở ngay thôi. Căn nhà này có giá chào bán 2 tỷ 650 triệu đồng và còn một số căn ở phía bên trong chào bán 2 tỷ 550 triệu đồng. Dự án này 5 căn vừa mới hoàn thiện xong thì đã bán một. Với cái căn nhà này thì quý vị có thể chi trả trước giúp anh khoảng tầm 1 tỷ cho tới 1 tỷ 2 tiền mặt. Phần còn lại ngân hàng sẽ hỗ trợ quý vị vay trong vòng tối đa là 35 năm và tối thiểu là 3 năm với những cái lãi suất ưu đãi nhất mọi người nha. Đó, ngoài phần phòng khách, phòng bếp thì ở phía tầng 1 còn có một phòng vệ sinh. Phòng vệ sinh đây đáp ứng cho quý vị nhỏ thôi, nhưng mà bồn cầu, vòi xịt, vòi rửa và hệ thống máy bơm nước tổng lên trên 5 tầng sử dụng của ngôi nhà. Đó, cửa nhà vệ sinh thiết kế là cửa nhôm hệ. Hệ thống tay vịn cầu thang từ tầng 1 cho tới lên tầng 5 của ngôi nhà thiết kế toàn bộ là gỗ lim. Mặt bậc cổ bậc cầu thang ốp đá granite. Và Ngọc Ánh đã review rất chi tiết đường, hướng, giá, vị trí của cái căn nhà này thì sau đây Ngọc Ánh xin mời mọi người hướng lên trên phía tầng phía bên trên để xem thiết kế của ngôi nhà này ra sao.
Ngọc Ánh đang bước chân lên trên phía tầng 2 của ngôi nhà. Với tầng 2, tầng 3 và tầng 4 của ngôi nhà thiết kế như nhau mọi người ạ. Gồm một phòng ngủ rộng và một phòng vệ sinh. Các phòng ngủ thì được là ốp sàn gỗ. Đó. Ở đây thì chủ nhà có lắp cho mình một chiếc điều hòa nữa. Cửa sổ thông thoáng hướng ra phía bên ngoài. Với cái dự án 5 căn này thì hướng nhà này là hướng Tây Nam. Đồng thời có căn hướng Đông Nam và có căn hướng Tây Bắc nữa mọi người nha. Nên là quý vị nào mà không phù hợp với hướng Tây Nam mà đang tìm Đông Nam thì hiện tại đang có một căn hướng Đông Nam, hai căn hướng Đông Nam nữa. Đó. Cửa thông phòng đây, thiết kế là cửa nhôm hệ thống trần thạch cao, đèn led chiếu sáng tiết kiệm điện, trần phào. Đó. Thiết kế cũng rất là chỉn chu, ánh sáng ngập tràn vào trong căn phòng mọi người ạ. Ngoài ra cái phần phòng vệ sinh thì lại để ở phía bên ngoài. Đây là phòng vệ sinh ở phía tầng 2. Đáp ứng cho quý vị đây, quý vị có thể nhìn thực tế hệ thống sen cây, quạt hút mùi, bồn cầu, lavabo bàn đá, chỉn chu, chỉ việc xách vali về và ở. Mời người theo em lên trên phía tầng 4 của ngôi nhà. Với cái căn nhà này 5 tầng, 3 phòng ngủ riêng biệt tính đến lên tới tầng 4. Tất cả các phòng đều có cửa sổ thông thoáng, ngập tràn ánh sáng cũng như là cái không khí vào trong cái không gian phòng. Và với cái phần mặt tiền của ngôi nhà 5m37 cho nên vào phòng ngủ nó rất là thoáng và rất là rộng mọi người nha. Căn nhà này vuông vắn, không lỗi phong thủy. Đó, sổ rất là đẹp luôn, vuông như cái bánh trưng ấy mọi người ạ. Đó, giá chào bán thì Ngọc Ánh vừa chia sẻ rồi. Nếu như ở cái phường Dương Nội thì căn nhà này đang chào là rẻ nhất. Đó, và tiếp theo đây là cái phần phòng vệ sinh ở phía tầng 4. Đó, cái phần là sen vòi người chủ còn chưa lắp cơ nên mọi người này, cho nên mọi người mới thấy là cái căn này nó vừa mới hoàn thiện xong và Ngọc Ánh đã đến quay ngay cho mọi người, cho nên mọi người đừng bỏ lỡ cái cơ hội sở hữu một cái căn nhà Dương Nội, sở hữu cái sổ hộ khẩu quận Hà Đông mà giá rẻ như thế này nhá. Và mời người theo em lên trên phía tầng 5 của ngôi nhà. Với tầng 5 của ngôi nhà thì thiết kế ra sao? Bước chân lên trên phía cầu thang thì ở đây có một cái ô dính trời thoáng để lấy toàn bộ ánh sáng xuống cái khu vực cầu thang của 5 tầng sử dụng. Tiếp theo Ngọc Ánh đang đứng ở đây, đây là cái phần để máy giặt mọi người nha. Đây ạ, phần để máy giặt, đây là phần phòng thờ. Riêng mỗi trên tầng 5 này thì không lát sàn gỗ công nghiệp, mà thay vào đấy là lại lát gạch, kích thước gạch 60-60 vân gỗ. Đó, phòng nào cũng có đầy đủ, ngập tràn ánh sáng. Nói chung với một cái phân khúc giá tiền vừa phải, quý vị sở hữu ngay căn nhà 5 tầng, vị trí mà xây 5 tầng mà diện tích một mặt sàn 30m như thế, nó là 150m sử dụng thì giá rất chỉ là hợp lý. Phần còn lại đây là phần sân phơi. Có hẳn một cái thang này để lên trên phía tầng thượng mọi người ạ. Ở trên này thì có để bồn nước cho quý vị rồi, bồn nước một khối. Và phía dưới tầng 1 là có bể ngầm 2 khối 8, có hệ thống máy bơm nước tự động, khi mà nước hết thì bơm lên trên bể. Đấy, với cái không gian phần phơi phóng này rất là rộng nha mọi người. Và ngoài xin nhắc lại với mọi người, vị trí căn nhà này nó thuộc phường Dương Nội, quận Hà Đông, rất là gần với trục đường Lê Trọng Tấn Hà Đông. Từ cái căn nhà này đi ra tới trục đường chính Lê Trọng Tấn Hà Đông nó chỉ khoảng tầm 1 km thôi. Từ vị trí căn nhà này nó rất là gần với trường đại học, kiểm sát, xung quanh ngập tràn tiện ích. Mọi người muốn tìm hiểu và biết thêm thông tin cụ thể chi tiết hơn nữa về cái căn nhà này thì vui lòng liên hệ với Ngọc Ánh theo số điện thoại phía trên màn hình nha. 0983 013 403 hoặc 0888 041 444. Mọi người xem video của em thì đừng quên nhấn vào nút like để ủng hộ cho em, đăng ký kênh để có thể là những quý khách hàng đầu tiên cập nhật được những thông tin bất động sản mới nhất từ nhà tốt nhé. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người ở những video sau.